đây là khu vực cổng và cửa vào nè, thì mình sẽ có khu vực ở đây là tủ giày và chỗ đầu tư bàn giao, khu vực phòng khách, nhà bếp. Đó, có hiện trạng như thế này luôn các bạn ha. Còn phòng ngủ, có không gian phòng khách. Rồi, mình xin mời các bạn đi tham quan về cái view từ phòng master trước nhé. Rồi, view từ phòng master mình ra rất là đẹp ha. Và căn hộ này có một điểm rất là đặc biệt, đó là cái gì? Cái căn hộ này của mình nó có một cái diện tích ban công rất rộng, trải dài tất cả các phòng của căn hộ luôn ha. Đó, các bạn thấy đó, thì ban công này mình có thể đi xuyên suốt từ phòng này qua phòng khác, và mình đều nhìn ngắm được cái view này, view toàn cảnh. Yeah.